Mình đang bơm hết dầu chỗ này ra, xong mình phải bơm nước muối ra ngoài. Ở đây mình bơi xây chân không là lạc, mình sẽ nấu dầu ở chỗ này, xây mô hình nấu dầu ngắn gọn ở chỗ này. Rồi bên này mình xây mô hình chứa nước này, bên là nước bẩn, bên là dầu. Bên hành tinh thứ hai thì mình đang xây chỗ này, xây chỗ này là để khai thác mặt núi lửa nhôm. Đã dọn dẹp chỗ này ra xong là được. Rồi bây giờ mình sẽ xây băng tải cho cái mô hình núi lửa nhôm này. Ở đây mình sẽ dùng quặng sắt chuyển từ hành tinh phía bên kia qua. Cái này sẽ vào đây. Rồi cái đường này sẽ chạy quanh. Ở đây cái cổng băng tải này mình sẽ cho ra ngoài này. Ở đây mình sẽ tiếp tục cũng đủ rồi. Mặt cầu là phải xây ở phía đầu ra này, cũng có đủ kim loại đây. Giờ mình phải qua bên kia chuyển kim loại qua đã. Mình sẽ bơm được vào bên này. Quặng kim, quặng tự dùng, quặng kim loại sắt. Rồi tiếp tục mình sẽ xây tiếp băng tải. Băng tải phải qua một cái mắt cầu. Mắt cầu này sẽ bằng sắt, tránh tình trạng là bị chảy. Như vậy đường ra thì mình chỉ xây ngang đoạn này thôi, còn bên này thì mình xây bằng nhôm một nửa. Mình phải chạy lên trên này. Mình đã phải di chuyển thang Two City qua để mình xây toàn bộ cái hệ thống của mình, tại vì thang mình phải có yêu cầu kỹ năng về xây dựng đấy cho nó xây. Đã bung ra mới làm xí, đã bung rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sẽ xây bộ phần cách nhiệt trên này. Chuyện thêm vàng quá. Bây giờ mình sẽ chạy bắn tải. Bắn tải này, chạy bằng nhôm này. Chạy qua đây. Chạy ra ngoài. Ốc này mình sẽ xếp bằng vàng. Xây bằng đá mập mà trước. Rồi, để mình xây bằng vàng. Rồi, ổng này mình xây xuống dưới. Được vào đây. Tôi sẽ cắt vào là được. Nhầm nhầm nhầm. Xây thêm một cảm biến băng tải đường nhiệt này. Ở đây mình sẽ bằng vàng là được rồi. Gắn dây tự động vào. Và như vậy là xong. Ở đây mình sẽ xây kim loại vàng. Xây từ qua bên này là xong. Bắn tải đây mình xây sai rồi này, phải qua một cái bắc cầu, và bắc cầu này là phải qua ở cái hướng vào trước, trước cái máy cảm biến, rồi phía sau máy cảm biến là mình phải xây thêm một cái cổng bắc cầu nữa để xác định cái hướng đi, để tránh tình trạng nó chạy vòng lọc. Chưa bao giờ chơi game này mà may mắn như mình luôn, đầu ra cái là gặp đây cái đầu vào rồi, nó nằm ngay bên cạnh luôn, phải rẽ luôn. Rồi giờ mình sẽ xây cái máy bơm để mà bơm ethanol vào làm ác chỗ này. Nhưng mà mình phải phá hết cái ống nước nhiệt này nè. Cảm thấy tránh tình trạng là nước chạy vào đây bơm là nhầm lẫn nước, mệt lắm. Bởi vậy chắc làm được chắc. Rồi ethanol sẽ chạy vào đây làm mát cái chỗ làm mát kim loại này, rồi làm mát tua bin, rồi vậy thôi. Đây thì nó tự dừng lại. Giờ là phải tiếp tục vận chuyển vàng quá. Không đủ vàng. Chán ghê. Mình sẽ xây ống thiết bơm ethanol còn lại vào đồ của mình luôn. Để chỗ này mình đang xây kích hoạt xong rồi là ethanol sẽ ra đây. Sau này mình cần gì mình dùng tám thôi, tại vì ethanol có nhiều là nhiệt độ đóng băng cao hơn mấy loại kia. Rồi, vậy là xong cái mô hình làm mạc nhôm của mình, cái vật liệu mà mình đang cần. Sau khi dưới 30 độ, 25 rồi đây, 20. Giờ 20 độ thì cho ra ngoài. Còn cái này là dưới 130. Rồi, giờ mình phải chờ để lúc nào cái nồi lượng này hoạt động lại, còn lâu lắm.
Giờ tiếp tục mình sẽ cho thằng Lexit về và tiếp tục xây tổ ong chuẩn bị khai thác uranium. Tiếp theo mình sẽ thu thập uranium từ mấy con ong này. Mấy con ong sẽ ăn quặng uranium và thả u, và trong tổ này sẽ có uranium, bởi vậy mình cần phải bật tự động ở đây này. Rồi mình quên xây cái đồ trước khi cho thằng nó về rồi. Đó là mình phải xây một cái băng tải ở đây. Rồi mình sẽ xây cái đường vào đây luôn. Bây giờ có thằng kia tắt nó qua lại. Còn sao chép cài đặt tất cả các này cho tụi ông ra ngoài thoải mái. Rồi nó sẽ làm tổ từ dãy này, rồi mình sẽ có thể thu thập được nhiều uranium. Rồi từ từ mình phá hết mấy cái chỗ không phải uranium để cho ngóng có đồ ăn. Tôi đây nó cứ tay vào đây lấy sắt, xong rồi là cái điện này không có đủ dùng, rồi cuộc là mắc kẹt. Bây giờ mình xây luôn ra cho nó nhanh. Mình sẽ đào cái chỗ này thẳng ra. Thẳng chỗ này ra cho đẹp. Để con kia nó khỏi chịu quá. Một pha để bỏ trứng vào và thêm cái này. Sai lầm rồi, sao mình xây cái này đây? Thì ok vậy, không sao. Chơi để cái chỗ này như CO2 à, oxy lỏng cả đống rồi này. À, đây vậy sao lại giảm xuống ấy vậy, trong bị gì á. Như vậy chắc là được rồi. Mình lại được xúc một lần rồi mình tính tiếp. Thôi kề này đi, cho nó lên nhiều. Cái này xin nhiều sao cho trước. Đây là trang trại nuôi nuôi ong để khai thác uranium của mình. Hiện tại thì mình đang thay thế mấy cái đất bùng băng cho nó đẹp đó. Ok, nó mình sẽ xây chỗ dự trữ pin ở đây. Sau này cái máy tua bin hoạt động thì nó càng nhiều điện thì mình dự trữ nhiều thì càng tốt thôi. Cơ bản là ở đây mình hành tinh này mình chỉ nuôi ong và tôi đi ở bên hành tinh này thì đang xây cái trạm để mà di chuyển. Mình vừa tải nhựa qua để nó di chuyển nhanh đó. Thì điện mình xây ở đây. Ở đây mình sẽ tổ ong được rồi. Giờ chỉ còn bật chờ tụi đề nó tới thu hoạch á. Ở đây mình sẽ mở cửa cho tụi đề nó cho mấy con ong từ gió bay lại làm đi ăn. Còn ở đây mình sẽ bắt đầu xây cái mô hình mà nấu dầu. Đây là cái mô hình mình thiết kế để em nấu dầu. Ở dưới này mình sẽ xây gạch kim cương lên. Ở đây một cái cửa thép
là ở đây cũng kim cương, chỗ này là chân không. Ở đây mình có cảm biến nhiệt độ, sau này mình sẽ đổ dầu xuống và ở đây mình sẽ nối một cái cổng buffer. Sau này cái đầu chuyển mà cái cảm biến này bảo nhiệt độ đã quá cao thì nó chuyển qua tín hiệu đỏ. Lúc nào mà nhiệt độ cao quá chỉ có thể tín hiệu xanh thì cửa này sẽ mở ra rồi nó sẽ không truyền nhiệt nữa. Mà tín hiệu xanh thì ống này sẽ mở để cho dầu chảy xuống và nấu thân xăng, nhưng mà lúc nào mà không đủ nhiệt thì tín hiệu đỏ đóng lại, cái cửa này cũng đóng lại. Nhưng mà sau 5 60 15 giây gì đó mà cái nhiệt độ ở đây không đủ thì nó cũng sẽ đóng cái van này lại và tránh tình trạng là bơm dầu quá nhiều sẽ tràn ra ngoài. Hầu như mình ít khi thấy có người nào xây được cái mô hình này đó, có cái cổng buffer gate này. Rồi giờ mình sẽ xây cái đường ống dầu vào này. Đây là cái đường ống dầu vào này. Máy bơm thì đây sẽ qua một cái này gọi là đó đó. Ván chất lỏng. Ván này sẽ đối với một cái mặt tự động. Mặt tự động này mình phải xây bằng thép và khi lúc nào phải ngắt cái ván này để tránh tình trạng là dầu tràn nấu sẽ chảy ra ngoài. Thì chắc chắn là mình sẽ phải đặt làm lúc nào trên trên không ký à, vậy là chắc dưới, đúng rồi, dưới không ký, tức là mình sẽ cho dầu vào lúc nào ở đây cảm biến là có một chút dầu à, còn một chút xăng dư nổi lên rồi thì nó sẽ dừng lại và dầu toàn bộ xăng dư trên này chạy xuống à, nó sẽ vừa đủ ở đây. Việc mình xây có cao quá nhưng mà chắc là được, không sao đâu, tại vì từ đây tới đây rất là nhiều. Rồi như vậy về đây mình dọn dẹp ạ. Giờ mình sẽ xây dây điện, xây cái cục biến áp và dẫn dây điện từ từ bên này qua. Ok, bên này qua. Để mà có điện mới dùng chứ. Rồi, như vậy. Xe bằng chi nhá. Xe bằng chi cho rẻ kinh phí. Rồi, mô hình của mình sẽ hoạt động như vậy. Dầu sẽ chạy như này lên và làm mát cái chỗ xăng như thế này và làm mát xăng từ trong chỗ này ra luôn. Nhiệt độ ở đây là có 40 mấy độ thôi này. Vừa nãy lần đầu mình khởi động cái mình khởi động thì nó bị lỗi, nó biến thành khí chua luôn, không biết lý do vì sao. Ở đấy có gì nóng hết này. Cảm biến thì hiện tại là sẽ đang mở này. Nhưng mà không hiểu sao thành khí chua được, vô lý ghê. À, rồi, được rồi. Đây. 402. Đây 402. Mình sẽ bơm vào đây, tại vì cửa trong này đang rất nóng này. Nên mình sẽ bơm vào đây cũng phải cỡ 5 đến 7 700 dầu 700 kg. Lúc đó mình mới bật cái cửa này lên. Bao nhiêu rồi? 4 rồi. Hy vọng nó không hư. À, lúc nào đủ nhiệt lúc đó nó mới
mình cho 20 dế đi. Thấy chưa? Lúc nào cái cảm biến này nó đủ nhiệt rồi, lúc đó nó sẽ mở ra cho dầu chảy vào tiếp. Chứ trong vòng 20 giây mà nó không có bảo vệ lại xanh thì nó sẽ đóng vào van này luôn, để tránh tình trạng là dầu ở trong này chảy ra ngoài. Chưa? Đó, cái cảm biến đảm bảo này á, không có đủ nhiệt, đóng cửa lại rồi đó, chính là mô hình của mình. Nhiều người xây mô hình mà cứ phải đứng canh 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 từng giọt dầu mệt lắm. Đây mình xây kiểu đó là chuẩn nhất luôn. Đây là cái mô hình chuẩn của mình thường hay xây đây. Cũng khá nhỏ gọn, không cần phải làm mát. Dầu vào ở 83, dầu ra ở 380 mấy. Rồi, cảm biến này. Lúc nào dưới 400 thì nó bắt đầu sẽ đóng lại rồi. Lên tới 415 này. Rồi giảm xuống, nó đóng lại rồi lại lên 400 mấy. Cái trời lưng ở dưới này là 242, 165, 130, và ở dưới thùng này thì lên cao nhất thì cũng cỡ trăm trăm mấy thôi, chứ không có chuyện dự à, bị quá nhiệt 275 độ giống như bác kia xây. Rồi lúc nào cái cảm biến này bảo xăng lên tới đây rồi, có một kỹ rồi, thì nó sẽ đóng cái van lại, không cho dầu chảy vào đây nữa, và tất cả các hệ thống nó sẽ dừng lại. Rồi giờ mình sẽ xây một cái cầu thang để mà xây ống bắc xăng lên. Sau này mô hình của mình sẽ toàn bộ xây dùng tên lửa bắn xăng, nên mình sẽ xây thẳng lên trên này luôn. À, xây như vậy. Trong lúc mình đào đường hầm xây ống lên ống xăng lên thì mình sẽ gặp một cái mặt hydro. Mình sẽ khai thác mặt này, sau này là sẽ chuyển toàn bộ dầu và hydro sang tên lửa hydro bay cho nhanh. Giờ mình sẽ tiến hành khai thác ở chỗ này. Rồi để mình có được một thùng oxy lỏng rồi, sau này mình khỏi cần phải dùng dùng oxy để mà dùng máy tính chế để mà tạo máy tạo đảo oxy để mà làm đâu nữa, mình chỉ cần bơm ra và dùng thôi. Có phần thừa thì nó sẽ chạy trở về lại đây. Vấn đề là mình quên à, đây mình có xây rồi, mình sẽ nối vào đây, nối xuống đây được. Mình sẽ nối ở đây một cái cảm biến à, một cái cổng buffer này, để tận dụng câu dài cái thời gian mà cái máy bơm sẽ bơm, giống như một cái thùng 400 rưỡi ký thì mình bơm trong vòng cỡ 50 giây là đây, là phần thừa là sẽ còn ít mà quay trở lại, còn mình cần phải bơm liên tục kiểu kiểu như vậy. Đây là cái mô hình làm núi khai thác núi lửa nhôm của mình. Không biết sao cái chỗ này bị chạy luôn rồi, quan sát lúc vừa mới ra cái là lúc đó là nhiệt con cáo nên chắc là nó bị hư. Giờ trong này có hư được rồi, không bao giờ hư được nữa, nên bởi vậy mình khuyên là ở đây cái băng tải tốt nhất là mình băng tải thì mình xây bằng gang hoặc là thép ấy, cái đoạn khu vực nữa đó. Còn bên này xây bằng đồng hoặc là gì đó được, đừng xây bằng nhôm, nhôm nhiệt độ nóng chảy thấp lắm. Đây, nó sẽ chạy lúc nào tới 130 độ thì nó chuyển lên đây và nó kiểm tra nhiệt độ, nếu không có dưới 20 độ thì nó vẫn sẽ chạy vòng.
Nhưng chắc chắn là sẽ giữ 20, tại vì ở đây có hai đồ à. Rồi nó sẽ chuyển vào máy của mình và đem về nhà. Đây là khi mà cái cảm biến này bão bão à, hiện tại là trên trên không khí, cảm biến bên này đặt trên cao mà, nên dầu sẽ chạy từ đoạn này lên và hết luôn. Ống đông này nó mà trên 400 độ thì lạc bơm dầu nó sẽ hư ống nên mình phải chạy vào sửa. Nói chung thì cũng tặng được. Và hiện tại là xăng mình đã có trên này, mình bơm này, tại vì bơm nhiều cũng làm gì, ở 118 độ thôi.